xuống cho các chú bộ đội luôn. Đấy, các chú bộ đội đây là làm việc rất vất vả. Còn em đang trên đường tiếp tế lên Hiền Lương nhá, thì gặp các chú ở đây. Đấy, đây cô người nhà đây, cô cũng mang ra tiếp tế này, động viên các chú bộ đội. Đấy. Đây này, ôi tràn đê rồi. Đấy nhá, chỗ này là đang bị tràn ra đường, đây là quốc lộ 32 nhá. Đấy. Đây này, đây là tuyến đường đi từ đây lên Hiền Lương nhá. Đây là chỗ cây xăng, chỗ gần Hiền Lương này. Đấy. Tất cả các lực lượng bộ đội này, bà con nhân dân này ngồi. Vào hết trong ấy rồi, thật chẳng hết trong làng rồi mọi người. Ôi. Hay chuyện xong. Đây, ô tô mình đi là bao nhiêu nước ngập bằng ô tô luôn à. Rồi. Chia ra từng nhà thôi. Không liên lạc được với Hòa. Đấy nhá, đây là bà con đang đi thuyền ra để lấy đồ cứu trợ nhá. Trong này đang bị cô lập rồi. Đó. Bốn trẻ con. Bốn trẻ con nó lấy. Rồi đi đi. Hải ơi. Đấy đúng rồi, nghe rất là đẹp. Mênh mông nước luôn cả nhà. Xe máy ngập hết luôn. Mình có hai bố con của bác ở đây. Để mà quên này nhá. Để quên này nhá. Ôi nhà này là ngập hết luôn nhỉ. Ngập hết luôn. Vâng. Đây là những gia đình mà ngập rất là sâu, gần như là cách biệt với bên ngoài luôn. Trời ơi, lên tới nóc của chuồng gà chuồng vịt này luôn này. Người ta vẫn ở đây, người ta vẫn ở nhà đấy ạ. Bác tên là gì bác nhỉ? Bác Vũ Đình Thần nhé, tại khu 8 nhé bác nhỉ. Khu 8 của Hiền Lương nhé, hỗ trợ đoàn đưa nhu yếu phẩm vào tận bên trong. Mà chắc là chỉ có bác mấy đội vào thôi, tại vì là biết lái mà rất là khó để nhờ người. Mất điện. Minh ơi. Các bác lấy mì tôm bác ơi. Mì tôm nước lọc gì không ạ? Đấy có nước lọc không bác ơi? Thế ạ, đây rồi. Vâng. Lấy mì tôm cho bác. Ông đặt xuống. Ông giúp con nhé. Ok, giúp nhé. Ông lấy mì tôm đi. Lại đâu, đây.
Sao không vậy? Mình sang bớt ra đi, nếu mà đông người thì sao, không nếu mà cho cả thùng nữa cũng được. Đấy thì đúng rồi, sẽ để mọi người chia nhau đi ạ. Mì đây, mì vẫn còn một gói mì thùng mình đấy. Để thùng mì có bát đâu rồi đấy. Mì bát đây đúng không? À, xuống dưới đúng. Đấy nước đây, còn nước mì chai nước này đi ạ. Không ạ, chủ yếu như là nhiều đoàn lắm, mai mà cháu lại đến tiếp ạ. Vâng, mai lại gửi lại anh em vậy. Vâng. Đấy, lấy hết cái nước này vào đi xuống. Có còn ở đây thì cái này thì mình cầm lại để xuống dưới. Rất vất vả luôn đấy. Có dừng được không? Liệu dừng được không? Có nước anh ạ. Vất vả quá. Tuyệt vời quá. Anh lấy mì tôm nhá. Okay. Người thùng mì tôm anh ạ. Ok anh dài. Rồi hỗ trợ nhau anh nhá. Vâng. Rồi chia nhau mỗi người một chút. Vâng. Mai chúng em lại lên ạ. Anh có cần nước không? Ok. Rồi ok ok. Vâng ạ, bà chờ xíu ạ, quan trọng là vứt được lên không ạ. Hay là vứt từng chai một, hay là nào? Ở đây có 4 nhà, cho bán 4 người 1 hộp. 4 ở đây là gần. Chưa? Mấy bà cứ đứng đi. Mấy hộp, mấy hộp rồi? 4 nhà. Có 2 hộp rồi. Đâu rồi? Rất là vất vả. Cho 2 thùng đi, thùng tiêu còn được. Đấy thôi. Ăn hết thì lấy. Đủ chưa? Đủ chưa? Đủ chưa? Ở gần đây ăn hết thì lấy. Rồi đi vào trong kia đi đã.